Cần bán nhà xây mới 4 tầng, có hướng chính là hướng Đông Bắc, nằm tại tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà thì là có đường trước nhà là rộng 3,5 m, ô tô là có thể đỗ trước cửa. Ngõ thông, cho nên là giao thông thuận tiện và đi lại rất là hợp lý. Ở xung quanh ngôi nhà thì là có đầy đủ tất cả các tiện ích như là trường mầm non, trường cấp 1, chợ, siêu thị. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết toàn bộ ngôi nhà để cho mọi người có thể nắm được rõ ràng hơn. Toàn bộ cái hệ thống cửa phía trước của ngôi nhà, cửa chính là bao gồm hai lớp. Bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong là bằng cửa nhôm kính. Đây là toàn bộ cái thiết kế không gian ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà. Sẽ được bao gồm là khu vực bên ngoài là phòng khách và bên trong là khu vực phòng bếp cộng với lại nhà vệ sinh phụ. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn chiếu sáng cũng như là gạch nát nền là đều được hoàn thiện xong hết rồi. Và trong đây là khu vực phòng bếp của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tủ bếp sử dụng là chất liệu bằng gỗ acrylic chống cong vênh và mối mọt. Mọi người có thể nhìn thấy cái không gian của toàn bộ tầng 1 từ đây nhìn ra đây, rất là rộng, rất là thoáng. Hệ thống vòi rửa và chậu rửa ở trong bếp sử dụng là chất liệu bằng inox 304. Mặt bếp là sử dụng là bằng đá granite. Ở tầng 1 thì sẽ có thêm một nhà vệ sinh phụ đã được chúng tôi lắp hoàn thiện cái hệ thống bồn cầu, lavabo cũng như là hệ thống gương soi. Gạch ốp tường sử dụng là gạch kích thước là 30x60. Cửa nhà vệ sinh sử dụng là cửa nhôm kính. Đây là toàn bộ cái khu vực cầu thang để đi lên tầng 2 của ngôi nhà đây. Tay vịn cầu thang sử dụng chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là dùng đá granite nguyên tấm. Ở phía bên trên tầng 2 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Với cái diện tích là 35 m², mỗi một tầng là bao gồm 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 1 khu vực cầu thang, cho nên là cái diện tích phòng sử dụng phòng ngủ rất là rộng. Thiết kế của ngôi nhà thì là rất là hợp lý, đã được chúng tôi tính toán từng cái chi tiết. Như ở phía bên phòng bên trong này là sẽ có thêm là một cái khu vực giếng trời dùng để lắp đặt điều hòa cũng như là để ánh sáng không khí cho toàn bộ những cái phòng bên trong. Cửa thông phòng là sử dụng là cửa thép vân gỗ. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Và đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là được hoàn thiện xong hết rồi, hệ thống quạt hút mùi, đèn chiếu sáng cũng như là hệ thống sen tắm nóng lạnh, hệ thống bồn cầu, lavabo, hệ thống phụ kiện gương soi này đều được hoàn thiện và chúng tôi lắp đặt xong hết. Đối với ngôi nhà này thì quý khách hàng hoàn toàn có thể là chuyển đồ về và ở luôn được. Toàn bộ cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Phòng ngủ ở phía bên ngoài là có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Không gian phòng rất là rộng, chúng ta hoàn toàn là có thể là kê được giường tủ cùng với lại bàn làm việc hoặc là bàn trang điểm ở bên trong phòng. Tiếp theo là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 thì sẽ tương tự như tầng 2 thôi, là sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Thiết kế của tầng 2 và tầng 3 là giống hệt như nhau. Tổng thiết kế của ngôi nhà này là sẽ bao gồm là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Cái vị trí của ngôi nhà thì là nằm rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Cách khu đô thị Đô Nghĩa chỉ khoảng 1,2 km. Cách bến xe Yên Nghĩa là 3 km. Và ở xung quanh ngôi nhà là khu vực dân cư ở rất là đông. Có đầy đủ tất cả các tiện ích như là điện, đường, trường, trạm. Đảm bảo là toàn bộ những cái nhu cầu thiết yếu của một hộ gia đình là sẽ được đáp ứng đầy đủ. Cái vị trí đường trước nhà thì là rộng 3,5 m, ô tô là hoàn toàn là có thể là đi qua trước cửa, đấy, cho nên là rất là thuận tiện.
Sau đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì là sẽ bao gồm là một phòng thờ, một khu vực để máy giặt và một sân phơi. Đây là khu vực phòng thờ đây. Phòng thờ rất là rộng, rất là thoáng. Và đây là cái khu vực được chúng tôi thiết kế là dùng để lắp đặt máy giặt. Toàn bộ hệ thống gạch nát nền cũng như là hệ thống cấp nước, thoát nước và điện là đều được hoàn thiện xong rồi. Và ở cái khu vực ô cầu thang này sẽ có thêm là một ô giếng trời cung cấp toàn bộ ánh sáng cho cái khu vực cầu thang. Và cuối cùng ở đây là khu vực sân phơi của ngôi nhà. Khu vực sân phơi rất là thoáng, mọi người có thể nhìn thấy xung quanh ngôi nhà là khu vực dân cư ở tương đối đông. Đấy, toàn bộ hệ thống gạch nát nền sân vườn là kích thước là 40x40. Đấy, sau đây thì tôi xin nhắc lại một chút cái thông tin của ngôi nhà để cho quý khách hàng có thể nắm được rõ ràng hơn. Ngôi nhà có diện tích là 35m², có hướng chính là hướng đông bắc. Có vị trí nằm tại tổ dân phố 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Được thiết kế xây dựng là 4 tầng, bao gồm là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 650 triệu đồng. Mọi người cần xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn.